Xin kính chào quý vị đang trở lại với chuyên mục thời sự xe của chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị là người đi mua xe ô tô, là doanh nghiệp hoặc là cá nhân, thì chắc chắn là quý vị sẽ tham gia bảo hiểm, đúng không ạ? Và cái việc tham gia bảo hiểm như thế nào cho nó hiệu quả, cũng như là cho nó đúng cái quy trình, và làm sao để quý vị có thể nắm được tất cả những cái thông tin cũng như là quy trình từ lúc tham gia bảo hiểm cho đến lúc xảy ra sự cố, quá trình bồi thường như thế nào, thì đây là một cái câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị ngày hôm nay. Và rất vui ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách mời cũng rất là đặc biệt, đó là chị Đỗ Thị Ngọc Loan. Chị Loan là một chuyên gia tư vấn về bảo hiểm ô tô cho doanh nghiệp và cá nhân nữa. Với 16 năm kinh nghiệm của mình thì hy vọng chị Loan sẽ mang đến cho quý vị những thông tin rất là bổ ích trong chuyên mục thời sự xe của chúng tôi ngày hôm nay. Và rất cảm ơn chị Loan đã tham gia chương trình ạ. Chào anh Thạch Trưởng, chào quý vị khán giả của chương trình Xe và Xu hướng. Loan rất là vui hôm nay được chia sẻ những kinh nghiệm và những kiến thức về bảo hiểm xe ô tô cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Thưa chị Loan thì cũng nên nhắc lại một chút, tức là cái bảo hiểm thì nó có liên quan đến cái thị trường ô tô. Thì trong những năm gần đây thì thị trường ô tô tại Việt Nam nó rất là phát triển, và như vậy thì cái ngành bảo hiểm nó cũng phát triển theo cái xu hướng đó. Và với cái kinh nghiệm của mình, với 16 năm làm cái công việc tư vấn bảo hiểm, thì chị Loan có nhận định gì về cái thị trường bảo hiểm tại Việt Nam trước đây như thế nào và hiện nay nó phát triển như thế nào? Trước đây khách hàng tiếp cận với bảo hiểm xe ô tô thông qua showroom, và người tư vấn viên hoặc là đến gặp trực tiếp với lại công ty bảo hiểm. Nhưng gần đây thì khách hàng đã tìm hiểu trực tiếp trên những cái trang mạng, những cái website của các nhà bảo hiểm. Và đặc biệt mùa dịch đợt này thì khách hàng ở nhà có thể tự tìm hiểu trên cái trang các trang mạng online, và thậm chí đọc những cái review trên đó rất là nhiều. Và đó là một cái kiến thức mà khách hàng có thể nắm rất là khá là gần như đầy đủ. Trong thời gian gần đây nó đang phát triển trong cái ngành bảo hiểm của mình luôn, đúng không ạ? Và đặc biệt là trong mùa dịch nữa, bởi vì khi mà khách hàng họ ở nhà thì họ lên mạng, họ lên app, họ có thể xem được tất cả những cái thông tin của các cái đơn vị cung cấp bảo hiểm. Và khi mà họ đã có thông tin như vậy rồi thì tôi nghĩ là họ đã gần như là đã có cái sự quyết định rồi, đúng không ạ? Thế thì theo chị thì cái mà thông tin mà khách hàng họ có đó thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái việc mà quyết định mua sản phẩm của khách hàng? Trước đây tôi nghĩ là nó chỉ đạt khoảng có 30-40%. Còn bây giờ, hiện tại bây giờ thì khoảng 60-70% quyết định đi đến mua sản phẩm. Thế thì còn khoảng 30-40% còn lại là khách hàng họ phải liên hệ trực tiếp với cái người tư vấn sản phẩm, đúng không ạ? Thế thì với kinh nghiệm của chị Loan thì chị Loan sẽ làm như thế nào để chinh phục khách hàng để họ quyết định cuối cùng hoàn toàn là họ mua sản phẩm của mình? Lúc này tư vấn viên sẽ giải đáp hết những cái thắc mắc còn lại của khách hàng. Ví dụ như là khách hàng có nhiều xe thì có những khác biệt gì hơn so với mua một xe hay không? Và một cái phần rất là quan trọng là khách hàng muốn tìm và kết nối với cái người tư vấn có thể đồng hành cùng mình trong suốt một cái quá trình của bảo hiểm. Còn một cái yếu tố quyết định nữa mà tôi nghĩ không biết chị Loan có cùng cái suy nghĩ như tôi hay không, đó là để mà giúp khách hàng họ lựa chọn, họ quyết định, họ chọn cái sản phẩm bảo hiểm đó, và cái người mà đồng hành cùng với họ trong cái quá trình sử dụng sản phẩm bảo hiểm đó, thì theo chị Loan thấy thì có phải là nữ giới nó cũng góp phần vào cái quyết định của khách hàng hay không? Chính xác đó anh Trưởng. Hiện tại doanh nghiệp bảo hiểm vẫn ưu tiên sẽ tuyển dụng nữ giới, và 90% chuyên viên kinh doanh bảo hiểm là nữ. Bây giờ mình sẽ trở lại cái câu chuyện mà mình trao đổi ngày hôm nay, đó là như chị Loan có chia sẻ lúc nãy là chị sẽ tư vấn cho cái đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân. Như vậy thì nó có khác nhau gì trong cái việc tư vấn cho hai đối tượng khách hàng này không ạ? Khác nhau rất là nhiều anh. Doanh nghiệp khách hàng sẽ cần tới những yếu tố như là ưu tiên đầu tiên là thương hiệu của công ty bảo hiểm. Cái thứ hai là quy trình bồi thường. Cái thứ ba là giá. Với khách hàng cá nhân thì cái mối ưu tiên hàng đầu của khách hàng đó là mối quan hệ, thương hiệu của cá nhân của người tư vấn bán hàng. Và thứ hai là giá.
Hiện nay ở Việt Nam thì cái thị trường bảo hiểm ô tô nó rất là sôi động đúng không chị Loan? Và như vậy thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là cũng có rất nhiều nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm khác nhau. Thì chị thấy là cái thị trường này nó như thế nào và đâu là cái tiêu chí để mà khách hàng họ lựa chọn một cái nhà cung cấp bảo hiểm cho mình? Thị trường bảo hiểm ô tô của Việt Nam mình á, thì có cả doanh nghiệp bảo hiểm của nước ngoài và cả doanh nghiệp bảo hiểm trong nước. Nhưng mà trong đó thì top 5 là những nhà cung cấp bảo hiểm được ưu tiên hàng đầu khi mà khách hàng chọn lựa. Những cái điểm mạnh của doanh nghiệp nước ngoài đó là công nghệ. Những cái quy trình bồi thường họ sẽ update trực tiếp trên hệ thống mà khách hàng có thể theo dõi trong cái quá trình mình tham gia bảo hiểm. Nhưng mà bên cạnh đó thì doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam mình cũng có những cái lợi thế riêng. Nó phù hợp văn hóa của người Việt Nam mình hơn, phù hợp với cái xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam hơn. Và trong đó sự kết nối về cộng đồng, về mối quan hệ của bảo hiểm Việt Nam với người Việt Nam nó cũng nhiều hơn. Như vậy thì chị Loan có thể chia sẻ cụ thể hơn cho quý vị khán giả được biết là hiện nay các cái nhà cung cấp bảo hiểm họ sẽ có những cái sản phẩm bảo hiểm nào cho khách hàng sử dụng ô tô ạ? Khi khách hàng có một chiếc xe ô tô thì điều đầu tiên và bắt buộc khách hàng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc theo quy định của nhà nước mình. Phí bảo hiểm thì từ 400, hơn 400 đến hơn 1 triệu. Nó phụ thuộc vào mục đích sử dụng xe, số chỗ ngồi và tùy từng loại xe. Và cạnh đó thì có cái bảo hiểm tự nguyện. Trong bảo hiểm tự nguyện nó cũng có rất nhiều cái điều khoản, điều kiện trong đó để quyết định được cái giá của khách hàng phải trả. Như chị Loan chia sẻ thì hiện nay nó có hai loại bảo hiểm, đó là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện. Thì trong cái bảo hiểm tự nguyện đó nó có cái bảo hiểm hai chiều mà tôi thấy hiện nay mọi người cũng rất là quan tâm đúng không chị Loan? Đúng rồi anh. Đa phần khách hàng sẽ quan tâm tới bảo hiểm hai chiều. Nhưng theo anh trưởng thì bảo hiểm hai chiều là gì? Theo ở trên mạng mà tôi đọc được, tôi thấy hiện nay mọi người cũng đang rất là tranh luận về vấn đề này, đó là thường thì họ nghĩ là bảo hiểm hai chiều tức là khi mà xảy ra sự cố, tức là cái bên bị tai nạn hoặc là cái bên gây ra tai nạn cũng đều được bồi thường, là không biết như vậy có đúng không? Thì hôm nay nhân có chị Loan ở đây, nhờ chị Loan chia sẻ một cách cụ thể hơn về cái bảo hiểm hai chiều này cho quý vị khán giả được biết luôn ạ. Đa phần khách hàng sẽ hiểu là đó là một cái sản phẩm bảo hiểm, một cái sản phẩm bảo hiểm hai chiều. Nhưng mà ban đầu khách hàng đã mua một chiều rồi mà, đó là bảo hiểm trách nhiệm dân sự như hồi nãy tôi đã nói. Thì đó, trong doanh nghiệp bảo hiểm không có một cái sản phẩm bảo hiểm hai chiều, và đây là chỉ là cái tiếng lóng của cái người tham gia bảo hiểm thôi, tức là cái cách gọi. Xưa nay mình quen gọi là cái bảo hiểm hai chiều đúng không, thì người ta nhầm tưởng rằng cái bảo hiểm hai chiều này là một cái sản phẩm bảo hiểm riêng biệt. Chính xác, khách hàng nên hiểu là bảo hiểm hai chiều là bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc theo quy định. Chứ không phải như là một cái sản phẩm bảo hiểm mà nhà cung cấp bảo hiểm sẽ bán. Từ trước tới nay là mình sử dụng chẳng qua là cái từ để mình gọi nó không có chính xác lắm đúng không ạ? Tức là mình cứ nghĩ rằng cái gói sản phẩm bảo hiểm hai chiều nó là một cái sản phẩm riêng biệt mà nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm họ bán ra. Nhưng mà thực sự nó là khi mình mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là một chiều rồi, và mình mua thêm một chiều nữa đó là cái sản phẩm tự nguyện, cái gói trong cái bảo hiểm tự nguyện. Dạ, như vậy mới chính xác đúng không chị Loan? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy thì ở một cái trường hợp cụ thể nào đó, tôi lấy ví dụ như là khi mà xảy ra một cái vụ tai nạn chẳng hạn, thì bảo hiểm sẽ bồi thường như thế nào khi mà tôi mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc rồi và cũng như là mua cái bảo hiểm tự nguyện rồi? Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc sẽ đền cho bên mà mình gây ra tai nạn, thay mình trả tiền cho họ. Dạ. Với mọi thứ là đúng luật giao thông. Và cái bảo hiểm tự nguyện là khi cái xe mình đã gây ra tai nạn rồi và mình bị thiệt hại về xe, và bảo hiểm tự nguyện sẽ thay mình trả tiền để sửa chữa khắc phục cái tổn thất đó. Nhưng mà nó lại còn một cái thắc mắc nữa, đó là cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc thì bảo hiểm sẽ bồi thường cho bên bị tai nạn, tuy nhiên ở bên kia họ cũng mua cái bảo hiểm hai chiều đó nữa thì sẽ như thế nào? Cái nguyên do của cái tổn thất đó của bên kia là gì? Không phải họ gây ra. Và nếu không phải họ gây ra thì một bên khác sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện đó.
chứ không phải là sử dụng cái bảo hiểm của họ để đền cho cái vấn đề đó, vì họ không có sai. Như vậy thì trong cái trường hợp mà cái bên bị tai nạn đó thì bảo hiểm có chi trả cho họ hay không? Với một cái điều kiện là người gây ra tai nạn cho họ chạy trốn hay là một cái lý do bất khả kháng gì đó, thì lúc đó nhà bảo hiểm của bên họ sẽ xem xét để hỗ trợ cho khách hàng. Còn theo nguyên tắc thì tổn thất được bắt nguồn từ đâu thì cái đối tượng bắt nguồn đó phải bồi thường. Tuy nhiên trong thực tế thì tôi lại thấy là có những cái trường hợp mà khi mà xảy ra tai nạn như vậy thì hai bên lại tự thương lượng với nhau, bởi vì mọi người nghĩ đơn giản là thương lượng cho xong ở ngoài hiện trường đó rồi khi mà đem xe về thì bảo hiểm cũng xử lý thôi. Như vậy thì có đúng không ạ? Đó là một cái vấn đề mà đau đầu nhất của các công ty bảo hiểm. Nếu mà nói về phân tích về cái vấn đề nữa thì nó rất là dài và sẽ cần rất là nhiều thời gian, nhưng mà theo nhà bảo hiểm thì điều đó là sai và không nên làm như vậy. Trong cái bảo hiểm tự nguyện thì nó sẽ có những cái sản phẩm nào cụ thể hơn à chị Loan nhỉ? Trong sản phẩm bảo hiểm tự nguyện có bốn cái điều khoản mà đa phần là sẽ có trong cái hợp đồng bảo hiểm, đó là sửa xe chính hãng, không khấu hao khi thay thế bộ phận, và thủy kích cái cuối cùng á là mất cấp bộ phận. Với điều khoản sửa chữa xe chính hãng và không khấu hao khi thay thế bộ phận thì khách hàng sẽ chọn cái điều khoản đó trong cái niên hạn sử dụng xe từ 3 đến 6 năm. Điều khoản đó là căn bản nhất trong cái hợp đồng bảo hiểm. Cái thứ ba nữa đó là bảo hiểm thủy kích. Bảo hiểm thủy kích thường á cũng sẽ là không có tính phí trong niên hạn 3 năm. Và cạnh bên đó là bảo hiểm mất cấp bộ phận. Khi mất cấp bộ phận thì sẽ cộng thêm phí. Dù cho xe 1 năm mới sử dụng hay là bao nhiêu năm cũng phải cộng thêm phí. Trong bốn cái bảo hiểm tự nguyện mà chị Loan vừa chia sẻ thì tôi thấy có cái bảo hiểm thủy kích và mất cấp. Hai cái bảo hiểm này đó mà ngay cả chính bản thân tôi khi mà sở hữu xe tôi cũng quan tâm, bởi vì mình đang ở Sài Gòn, đặc biệt là vào cái mùa mưa rồi, cũng như là sắp tới nó còn có triều cường, ngập nước, nhiều thứ lắm. Thì hai cái bảo hiểm này có thể là mọi người cũng còn hơi hơi lơ mơ một chút, thì xin chị Loan chia sẻ cụ thể hơn về hai cái loại bảo hiểm này cho quý vị khán giả. Do thời tiết Sài Gòn những năm gần đây á là bị ngập nước rất là nhiều và triều cường rất là nhiều, thì khách hàng mới quan tâm vì cái sản phẩm này nó hơi hơi kỹ hơn thôi, chứ thực ra là nó đã có trong cái hợp đồng từ bao nhiêu năm nay rồi. Theo tôi biết thì trong cái bảo hiểm thủy kích đó nó có quy định đó là nó chỉ bảo hiểm, cái giá trị bảo hiểm đó nó chỉ có khoảng 80% thôi đúng không ạ? Thì tại sao nó lại không 100% mà nó lại 80%? Cái câu hỏi này á rất nhiều khách hàng đã hỏi tôi lý do tại sao mà không đền bù 100%. Nhà bảo hiểm đưa ra 20% cho khách hàng là để khách hàng có một cái trách nhiệm trong cái việc đi sang con đường ngập nước hay là mình chọn một cái giải pháp khác để tránh cái tổn thất xảy ra. Nếu không thì khách hàng cứ thoải mái băng sang những con đường mà ngập nước và biết chắc chắn là sẽ có cái rủi ro xảy ra. Tức là cái tâm lý khách hàng là họ nghĩ là thôi cứ đi vào có gì bảo hiểm lo đúng Chính không ạ? xác. Và cái quan niệm là cái gì thì sau đó bảo hiểm lo là cái quan niệm rất là phổ biến trong những người sử dụng xe ô tô hiện nay đúng không ạ? Dạ Dạ. đúng. Còn một cái bảo hiểm đó là bảo hiểm mất cấp, thì tôi thấy dạo gần đây đó mọi người cũng quan tâm tới cái sản phẩm bảo hiểm này, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số tỉnh khác, thì chị Loan thấy điều này như thế nào? Điều khoản mất cấp bộ phận khách hàng nên mua cho những cái xe có giá trị hơi cao một chút. Không có tài xế riêng mà mình tự lái và có niên hạn từ 5 năm trở lại thôi. Thì đó là những cái khuyến khích của kinh nghiệm của mình. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục thời sự xe tuần này tại đây. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục câu chuyện này với chị Ngọc Loan trong chuyên mục thời sự xe tuần sau. Mời quý vị cùng đón theo dõi.